nhiều nỗi thăng trầm. Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình dần. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Oh, oh, oh. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, bao giờ hay hứa trọn đời yêu anh. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình dần. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Oh, oh, oh. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Các bà, các bác và cháu nam nữ thanh niên, qua thời gian hai cháu tìm hiểu đã được chứng mùi và đã được chứng kiến và được sự đồng ý của chính quyền địa phương, phường Bảo Lý Nhân và phường Lịch Sử, và đặc biệt là hai gia đình nhà trai nhà gái hôm nay có vấn đề nên xin dâu, xin mời các cụ công, các bà, các bác và các cháu nam nữ thanh niên ăn trầu, uống nước, uống thuốc mừng lễ xin dâu và xin kính trọng, xin kính mời bà Phượng là mẹ đẻ của cháu Đơn Tùng lên trang lễ, và kính mời bà Huyền là mẹ đẻ của cháu Như Quỳnh lên nhận lễ, xin kính mời và kính mời. Báo cáo cho các bạn qua một thời gian làm việc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đúng ngày này giờ này là phải bước chung con đường. Nếu
gì xa xa. Chỉ hai cha chị anh ta, ta về xã chúng một nhà. Thế giới vẫn cứ nhỏ bé hơn nhà chúng ta. Ta tương tư từ bao lâu chôn giấu, em có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau, với anh tìm một ngày buồn thật khó khăn. Này người anh yêu hỡi, ghé sát môi em lại đây, anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé, để yên nhé. Và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi, thấy không, con tim anh nói rất cần em. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa, và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh được chủ quyền của ông bà Bình Huyền. Là hôm nay là ngày lành tháng tốt, và theo đại diện của ông Hoàng Gia, ông đến ở đây chơi một nhà gái là chi dâu về trên hàng được chủ quyền của bà Bình Huyền. Tôi đưa cháu về cơm phụ công bà và phụ khoa và phượng là trong thời gian tiếp theo thì cháu Quỳnh tuy lớn nhưng mà vẫn còn còn một nên xuống này thì nhờ công các bạn cũng toàn thể gia đình dạy dỗ cháu thêm, cháu là thành dâu ngoan gia đình, không biết nói gì hơn hết là xin chân thành cảm ơn lòng nhiệt thành của
Công các bạn chúc các công và toàn thể anh chị em nam nữ mạnh khỏe hạnh phúc. Kính thưa các cô, con, các bà, các bác và các cháu nam nữ thanh niên, tôi là anh của Khoa, bà Phượng là bác của cháu Lâm Tùng. Hai cháu Lâm Tùng và Như Quỳnh đã tìm hiểu và đã được 9 người. Hai cháu đã báo cáo hai gia đình được sự nhất trí của hai gia đình và chính quyền hai phường Bản Nhân Dân và Tiên Sử. Hôm nay hai gia đình tổ chức lễ thành hôn của hai cháu. Lời đầu tiên xin kính mời các cụ, công, các bà, các bác và các cháu nam nữ thanh niên ăn trầu, uống nước, hút thuốc mừng lễ thành hôn của hai cháu. Đúng là hôm nay ngày lành tháng tốt, ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo, thiên thời địa lợi nhân hòa. Chính từ phút tới đây, tôi thay mặt cho họ nhà giai chính thức công nhận cháu Như Quỳnh là con dâu cùng Khoa, và Khoa là cháu của họ Nguyễn. Xin chúc hai cháu mạnh khỏe, thành đạt, an khang, thịnh vượng, thượng độ vô lượng, thành đạt trong công tác và to. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn các cô, công, các bà, các bác và các cháu nam nữ thanh niên đã bớt chút thời gian giờ ngọc đến chung vui lễ tảo hôn của hai cháu. Một lần nữa xin kính chúc hai họ nhà trai nhà gái luôn luôn mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn cuộc đời này đã mang em về
bên mình để rồi buổi sớm mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời.